bán sách mới lời đó, vừa lời tiền mà vừa lời coi nữa. Bây giờ bán mới ngon đó, mai mốt mưa xuống kìa mới thấm thía cuộc đời. Mà bán áo mưa nhiêu tiền, bán áo mưa tôi gần chết trận rồi. Bán áo mưa tôi bị trúng mưa, có một trận qua tai biến, tới giờ tôi bị liệt, tới giờ đi chưa nổi. Nhưng mà nào giờ tôi thích tôi độc thân à. À tôi ở không vậy tôi mua sách tôi bán tôi coi vậy được rồi. Độc thân nó có cái thú vị của độc thân, hiểu chưa? Mỗi một người một lý tưởng sống, hiểu chưa? Tôi tên Trình, Nguyễn Thị Trình, mới 70 à, còn nhỏ xíu. Khi nào 80 mới già. À, ôm xô tới giờ luôn. Tôi làm gì có con. À, thích đọc sách là bán sách luôn. Nó không có nhiều chuyện. Cầm cuốn sách coi cái thành ra mình nhập vô đó rồi. Không có đi ra chơi với đứa nào, nhiều chuyện nó nói này nọ, mệt mỏi lắm. Lâu rồi, hồi tôi 14, 15 tuổi tới giờ đó. Nó bán mới đầu tôi bán bên kia, xong sau giờ qua bên đây, vô hẻm dần qua đó. Bán sách mới lời đó, vừa lời tiền mà vừa lời coi nữa. Một ngày mình coi tệ lắm cũng phải là 6 cuốn, là 3 bộ sách đó. Ra đây á, ngày thường thì ra đây cũng khoảng 3 giờ, 2 giờ thôi, có khi 1 giờ. Nhưng mà ngồi chơi, chờ khi nào 8 giờ mới dọn ra. Còn hả, thứ Bảy, Chủ Nhật mới bán sớm. Nhưng mà về là tệ lắm cũng phải 12 giờ. 12 giờ khuya tôi mới về. Về trễ mới qua bán được, mới về trễ mà không bán được cũng về vậy thôi. Bây giờ bán mới ngon đó, mai mốt mưa xuống kìa mới thấm thía cuộc đời. Mưa xuống phải bán áo mưa. Mà bán áo mưa nhiêu tiền, bán áo mưa tôi gần chết trận rồi. Bán áo mưa tôi bị trúng mưa, có một trận qua tai biến, tới giờ tôi bị liệt, tới giờ đi chưa nổi. Chứ không thôi mỗi lần tôi đi xe không cần đi xe ôm. Nhiều khi ta lỡ ta hỏi mua thì mình mua cái bịch ni lông bự bự đó, bỏ nó vô trong đó rồi ai muốn mua lựa lấy ra. Nhưng mà vấn đề là mua bán thì nó cực khổ hơn là cái lúc mà không mưa. Hồi đó tôi cũng bị bệnh trận sức chết vậy đó. Tôi trúng mưa một trận cái nó qua tai biến cái tôi bị liệt luôn. Vô đó cái bà chủ nhà bả đi vòng quanh bả xin tiền, kêu mấy người mà chủ trọ đó cho tiền. Là ở bên kia kìa, ở bên dòng xe Trung Sơn á, chứ không phải ở đây trên này. Nó là được 3 triệu vô trong cấp cứu, vô trong bệnh viện Cao Lỗ 4 ngày ra. Không có người chăm cho mình đó, coi cho mình đó. 300, một ngày là 300. Còn không có thì đi về. Chứ không có ở đó, giao hẳn cho bệnh viện được. Bệnh hoạn á thì có lối xóm ở đó, chứ không phải đợi tới con cháu lợi là quá xa vời. Nếu mà bên bển tôi bệnh đó mà bà đó bà không lo với mấy người mà muốn phòng này kia nọ, đừng tưởng muốn phòng nghèo nghe không, người ta cho đó thôi là người ta kéo nhau giật đậu tiền lại đi liền đó là cũng chết. Đợi tới con cháu lợi mà đứa nào cũng sợ, nó sợ bỏ tiền ra. Một là nó không sợ bỏ tiền ra, hai sao nó canh mình cực khổ đường nó đâu phải con mình. Cô thì chỉ là cái vai thôi, phải không? Còn con của nó thì là họ hàng, bà với cái họ hàng. Nhưng mà nào giờ tôi thích tôi độc thân à. Không có chồng con, đi đâu nghe nói cũng phải xin phép, đi đâu cũng phải đủ đâu đủ cặp quê với bà. à, tôi ở không vậy tôi mua sách tôi bán tôi coi vậy được rồi. Độc thân nó có cái thú vị của độc thân, hiểu chưa? Mỗi một người một lý tưởng sống, hiểu chưa? Lúc mà tôi còn xe quay đó, ai nói ở đâu là tôi có đó. Ai nói Duyên Hải, ai nói Vũng Tàu là tôi ra tới nơi. Tôi thích tôi đi xe một mình chứ tôi không có đi xe kia được. Bị người ta đi xe chung á, xe đò tôi chóng mặt lắm. Tôi chỉ có xách xe tôi chạy chơi. Mới đầu thì Tây Ninh là nó bán bánh tráng hồi xương đó. Cha ra Trảng Bàng coi, Trảng Bàng mới là ngon lành với Tây Ninh không ngon. Tây Ninh nắng nồi với lại Lên Bà đó, biết không? Lên Bà đó là mới đầu Lên Bà đó tôi mua đồ ngon lắm, thứ ký rồi kia ác nhau lên chừng lên tới đó tôi mệt quá, đáng lẽ là sao đi cáp treo lên phải không? Con này tôi không đi, tôi đi bộ lên cho mình có lòng thành. Mà có 2 cây số thôi, nếu mà nó quay theo đường dài ấy, còn nó quay ngược trở lên cao có 2 cây số thôi chứ đâu có xa. Có khi nào mưa tôi ở lại tới sáng luôn, bởi vì người ta bán ở đây sáng nè, người ta bán cà phê 3 giờ sáng ra ăn uống, rồi nhiều khi mình mua mà nhiều khi nó cho cũng có. Ở mình bán được ngày nào mà lo ngày nấy, với lại uống kiếm tiền mà muốn hồng vậy là được rồi, lên đi xuống vậy là được rồi, còn lo nghĩ gì nữa. Sắp sửa tới già rồi, giờ chưa già nhưng mà sắp sửa tới đường già rồi. Một tuần là bà đi lấy sách một tuần hay sao? Một tuần có khi 10 ngày lấy sách Vườn Trân Công Chúa, hoặc là đi lại Trần Nhân Tôn mua, không thôi ra Hàng Xanh mua. Phải để dành 50.000 tiền để dành để mà đóng tiền nhà. Tiền nhà đó là 1,6 triệu rồi, điện nước vô nữa là 1,770 triệu. Muốn gì thì mình chỉ chờ sáng mắt ra rồi mình cứ đi kiếm tiền đó lợi, nó mua đồ của mình rồi cứ vậy thôi, chứ có tiền mua trả tiền phòng vậy thôi, đâu có mơ ước gì nữa. Giờ có xe đi cũng không được, thì ngày nào tôi không có sách đó là vui của tôi mà.